Chân trọng kính chào khán giả của đài truyền hình SBTN. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình SBTN Morning với nội dung của Mai Phi Long. Thưa quý vị, SBTN Morning được đài truyền hình SBTN trực tiếp truyền hình từ miền Nam California mỗi ngày từ thứ hai đến sáu, từ tám giờ sáng chín giờ sáng giờ California. Hôm nay là ngày thứ ba, 19 chín tháng 4 năm hai Xin chào anh Long. Xin chào Đỗ Dũng. Xin chào quý khán giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, ngày hôm nay rất nhiều tin trong hỏi liên quan đến tình hình chiến sự ở tại Ukraine. Ngày hôm qua, như chúng ta cũng mời quý vị cũng biết là bên Nga đã mở mặt, chậu, mặt trận phía đông bắt đầu tấn công Ukraine và những cái điểm chính nào chúng ta cần biết hôm ngày hôm nay thì anh à, có nhiều điểm chính lắm à, điểm chính là Donbass nhưng mà ngày hôm qua thì quý vị cái binh đoàn Azov là cái binh đoàn gọi là độc lập của Ukraine à, họ tự thành lập ra họ không có thuộc chính phủ nhưng mà đây là binh đoàn thiện chiến và binh đoàn này chính là cái binh đoàn mà bị ông Putin gọi là phát xít à, những người nào chống nga kinh hoàng luôn và họ dùng drone cho máy bay không người lái họ quay được cái cảnh ở Mariupol khi mà có ba chiếc xe chở binh sĩ Nga bốn chiếc xe thì đúng hơn đi vào cái khu vực thành phố thì bị cái nhóm của binh đoàn này hay là lính Ukraine chúng ta không biết nhưng mà cái video này do binh đoàn đưa ra thì họ mới phục kích và họ bắn họ bắn thì sau đó đó những binh sĩ Nga mới chạy trốn ở sau bức tường thì họ mới quăng lựu đạn thì không biết là số người chết là bao nhiêu. À, xin bác có cho coi cái laptop của tôi cái trên cái laptop này chúng ta sẽ thấy uh, đây chúng ta sẽ thấy cái hình ảnh mà họ quay rôn rất là rõ ràng và đây quý vị coi đó bốn chiếc xe của nga đang đi vào quý vị thấy không đó đang đi vào bốn năm chiếc rồi đó chở binh lính nga chiếc đầu này đây là binh sĩ của ukraine họ chạy đó họ chạy ra đây xong họ mới vượt qua cái chỗ này, lát họ sẽ ra chỗ này họ bắn, họ đứng ở chỗ này họ bắn này, chỗ này, Chú vị sẽ coi, đó họ mới bắn, cháy mấy chiếc xe này luôn, đây chúng ta thấy đây, họ bắn nè, họ nổ súng nè, Đó cháy ba chiếc, cháy ba chiếc xong những người lính này, họ mới đi bọc đằng sau cái tòa nhà này, đây chúng ta thấy nè họ đi bọc sau cái tòa nhà này đây họ đang đi chỗ này đây, thì cái rôn nó quay nó nó chạy chạy, các vị thấy là lính đang đi đó, đó chỉ mũi tên, quý vị thấy là lính đang đi nè, họ mới bọc qua cái sân này, đó thì lính nga đang nằm ở đây giữa cái xe này, bức tường này, bắt đầu họ quăng đạn, bắt đầu họ quăng ra đường này, cứ thấy là nổ là đó nổ nổ hai trái, sau đó một người lính ukraine mới đứng đây đó sát bức tường này, lính nga đang nằm ở đây, đó mà không biết xin lỗi quý vị, họ quăng đạn ra. Đã thấy là, đó con chú đạn nổ ra bùm một cái đó thì có những lính nga đang nằm dưới xe này luôn và dưới đây luôn đó người này quăng thêm một trái nữa chúng ta thấy thì không biết là thương vong bao nhiêu người thì chưa nghe thấy nói tới nhưng mà đây là cái cảnh mà đây lính nga đây đó nằm la liệt ở đây đó họ quăng lựu đạn thì đây là cái video mà họ quay bằng cái drone tức là máy bay không người lái cho thấy rằng là mặc dù cái Nga đưa ra tối hậu thư là thành phố Mariupol phải đầu hàng nhưng mà những người này không chịu đầu hàng và họ tiếp tục họ chiến đấu đó. và đó là cái video đó ngày hôm qua họ đưa ra rồi hôm qua cũng có một cái chuyện nữa à, đó là cái chuyện cái tàu cái xoáy hạng mà Moskova bị chìm hôm 14 tây tháng 4 đó. Thì quý vị nhớ là bên Nga nói rằng là bị cháy Và sau đó cháy kho đạn Nhưng bên Ukraine thì bảo là bắn bằng hỏa tiễn Neptune Hai quả hỏa tiễn Neptune Thì bây giờ hình ảnh mới cho thấy là Những giây phút cuối cùng của cái tàu Moscow Nó bị cháy Và bị nghiêng qua một bên Và có những cái lỗ đạn Bị bắn à, xin mời các thật cho coi cái laptop cái, cái 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 hình cái cái YouTube hồi nãy để chúng ta biết nó là như thế nào. đó đây là cái cảnh mà gọi là không cái cảnh là cái cảnh mà họ họ pháo kích vào cái uh, khu vực uh, uh, Mariupol và cái thuật cho coi cái, cái uh, laptop của tôi thì có lẽ là thấy rõ hơn cái chuyện mà tôi đang nói đây quý vị thấy này quý vị nhìn cái tàu này đây đó để thấy có cái, cái tàu của nó đi vào nó định cứu cái tàu này nhưng mà không được. Cái video này nó chỉ kéo dài có 3 giây mà thôi, 3 giây mà thôi cho thấy là cái uh, tàu uh, Moskva trước khi bị chìm. Và chúng ta có thật cho coi cái hình của nó có cái hình mới thấy uh, cái tàu bị cháy như thế nào và nghiêng một bên như thế nào đó cái hình của nó. Và hôm qua cái hình này cái nó cũng xuất hiện trên mạng xã hội uh, để cho mọi người thấy. đây đó quý thấy cái tàu phía sau đó là cái, cái 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 bãi đáp trực thăng. Và phía trước là thì đó có những cái lỗ đạn là bên tàu bốc cháy như thế. Thì cho đến giờ phút này người ta vẫn chưa biết thực hư như thế nào bởi vì đó là bên Nga đó họ đưa thông tin họ bảo là bị tự nhiên bị cháy kho đạn ở trên tàu. Trong khi đó thì bên 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 um, Ukraine đó thì họ bảo là họ bắn đó. Thành ra những cái này là những cái mà chúng ta có thể nói rằng là cho đến giờ phút này, uh, vẫn chưa biết thực hư như thế nào. Nhưng nhiều chuyên gia cho rằng là cái tàu này rõ ràng bị bắn. Và bên Bộ Quốc phòng của Mỹ cũng xác nhận là cái tàu này bị bắn. Nhưng mà bây giờ người ta còn th có thêm một số cái kịch bản khác nữa. Đó là tại sao bắn được cái tàu Moskva này, long với biết không? Mời. Đó là bởi vì thưa quý vị, lúc đó nó đậu ở cách hải cảng Odessa tới 60 dặm làm sao hỏa tiến Neptune có thể bắn chính xác như vậy và bắn là hai trái nếu điều này là đúng thì các nguồn tin ở bên trong các nhà quân sự họ phân tích và tình báo của Ukraine cũng 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 cho biết luôn là hôm đó Ukraine đã dùng cái loại máy bay không người lái Baraytac TB2 do thổ nhĩ kỳ chế tạo à? thì cái chiếc drone này nó bay trên cái bầu trời ở mới xác định được cái địa điểm của chiếc Moskva thì trong đó nó có hai trường hợp một đó là nó báo địa điểm đó cho hải tiến Neptune ở ngoài và trong bắn ra nó chính xác như thế biết cái địa điểm định vị đó hai nữa đó là cái drone này nó có thể là nó mang đầu đạn và từ nó bắn xuống trường hợp thứ ba nữa có thể lúc cái drone này nó bay nó gây cái nhiễu cho cái tàu Moskva lúc đó dàn phòng không Moskva là lo nhìn cái tàu cái cái máy bay không người lái đó không để ý cho nên nó là đi vào cái tọa độ của ukraine đó là những cái giả thiết người ta đưa ra và khi mà người ta hỏi đó thì một giới chức một giới chức trong bộ tham mưu của ukraine thì ngầm thừa nhận cái chuyện này là đã sử dụng cái loại mà hoạt, uh, máy bay không người lái baritat tb 2 của thổ nhĩ kỳ khi mà hỏi đó thì người, nói, người này nói là cái tàu moscow bị trúng bị trúng hai quả hỏa tiễn Neptune với sự trợ giúp của một cái phương tiện khác different equipment nhưng mà ông này không nói phương tiện khác đó là cái gì nhưng mà đây là ông này nói như thế đó rồi trên cái tài khoản telegram của cái nhóm mà gọi là binh đoàn đặc biệt của Putin gọi là Wagner Group làm trước làm nói đấy nhớ không cái binh đoàn mà gọi là những tay thiện chiến á, chuyên môn đi đánh mà gọi là không thuộc quân đội nga nhưng mà là dưới sự chỉ đạo của putin thì trong một cái tài khoản telegram vào ngày 14 tháng 4, tức là cái ngày chiếc tàu bị bắn đó thì cái nhóm này cũng nói đến cái máy bay không người lái Baratat TB2 đó, trên bầu trời khi mà bên phía Ukraine bắn hỏa tiễn ra đó đó là những cái người ta thu thập được người ta có thể nối kết những cái đót này lại trở thành cái dây chuyền đó thì bây giờ đó rồi chưa hết nữa một số nguồn tin khác còn cho biết luôn là có thể ngày hôm đó cái tàu Moskva mang hai cái trái hòa tiễn đầu đạn nguyên tử và bây giờ nó bị chìm luôn bây giờ đã bị chìm luôn đó đó là những cái chi tiết mà người ta thấy trong cái chuyện này thưa anh Đông. Xin bật kỹ thuật cho xem mà đã lắp thấp của tôi đây là chiếc máy bay của không, máy bay không người lái. Không người lái. Yeah. của Ukraine mà do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất. Nó Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất dưới cái tên là Bayard Star TB2. Đây là chiếc máy bay này, cái điều này thứ vị cái sự xuất hiện của cái loại máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ. Lối nổi ở trên nữa cái có, để, có gọi chữ là Ukrainian Navy nhà, nha, theo đúng 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 của hải quân của Ukraine. Đó thì cái loại mà máy bay không người lái này nó giúp cho quân Ukraine rất là hữu hiệu ừ. trong cái việc mà họ phòng thủ chống lại người nga trong cái đợt tấn công đầu tiên và bây giờ thêm một cái chuyện mà gọi là tấn công cái cái chiến hạm mà uh, Moscow của nga nữa thì cách đây khoảng chừng uh, hai ngày ngày hôm kia thì chúng tôi có đọc trên Twitter người ta có nói cái trên Twitter có nói về cái chuyện này là không phải là một uh, bên Ukraine dùng không phải là một chiếc mà dùng tới hai chiếc này bay sát luôn cái chiếc tàu ở uh, Moscow khiến cho như là thủy thủ đoàn thuyền trưởng gì đó lo chú ý cái này mà quên luôn cái chuyện là chú ý mà ảnh mà radar để cầu không, bên bên phía Ukraine họ bắn được hai cái trái hỏa uh, tiễn Neptune để mà tiêu diệt cái chiếc tàu Moscow thì đó là cái chuyện tôi đọc trên Twitter ngày hôm kia anh Dũng. Vâng thì nó khớp đó, với những gì dạ, tôi vừa nói dạ, nó khớp. Thì ngay thời điểm đó thì mình không thấy một cái cơ quan à. truyền thông lớn nào đưa uh -huh. cho nên mình không thể nào mình nói được. À. Nhưng mà bây giờ đến sang qua ngày hôm nay thì bắt đầu từ 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 nhiều cái nguồn tin khác à. bắt đầu đưa tư tin về cái việc này. Mà cái điều trong cái chuyện này là thắc mắc nhất thưa quý vị chắc quý vị cũng nhớ cái câu chuyện lớn nhất mà NATO và Thổ Nhĩ Kỳ có vấn đề trong mấy năm vừa qua mà là đến mức là phải uh, Hoa Kỳ cancel luôn cái chuyện bán máy bay F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ ừ. là cái chuyện Thổ Nhĩ Kỳ mua dàn phòng không S-400 của Nga. Thì hai bên rất ồn ào, ông Thổ Nhĩ Kỳ tiếp đón, ông Nga cũng rất là nồng hậu, tại vì mua đồ chơi của Nga. Nhưng mà rốt cuộc ông Thổ Nhĩ Kỳ lại bán cái loại mà máy bay không người lái mà gây tác hại cho người Nga nhiều nhất. Đó là chuyện lạ của thế của, của thế giới hiện nay thân nhiều. Vâng, và trong cái uh hồi mà đánh uh, chiếm uh, bán đảo Crimea đó thì binh đoàn Wagner Group này họ cũng đã từng khoe là họ bắn rơi một cái chiếc uh, TB2 này của bên Ukraine. Và nhiều người ta bảo là bây giờ cái chuyện này mà nếu mà đúng là cái TB2 này mà nó hoạt động hữu hiệu như vậy thì cái mối quan hệ giữa ông Erdogan tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ và ông Putin là có thể có những cái lục đục đó đó. Bởi vì sao cái anh Thổ Nhĩ Kỳ đó anh mua cái dàn hỏa tiễn phòng thủ S400 của Nga xong anh bị Mỹ cấm vận nhớ không? Bị cấm vận. Rồi bây giờ đó là anh lại chính anh lại là cung cấp cái loại TB2 này cho các anh Ukraine. Rồi anh lại cũng đóng cửa không cho cái là tàu Nga, tàu chiến Nga đi vào qua cái eo biển hai cái eo biển của anh ở đi qua thành phố Istanbul để mà vào Hắc Hải. Đó, bởi vì anh dựa theo một cái gọi là cái hiệp ước từ năm 1939. đó. Thành ra là ông Nga bây giờ tự nhiên trong cái hắc hải ông khuyết một chiếc tàu ông không thể đưa vô được. Thì đó là câu chuyện chiếc tàu Moskva bị bắn cháy hôm uh, bị bị bắn chìm hôm uh, 14 tây tháng 4 vừa qua. Và xin quý vị đừng rời màn hình FPTN, chúng tôi trở lại chương trình sau ít phút thông tin thương mại.